có rất nhiều những câu chuyện. Em giấu riêng mình em biết cũng bởi hạnh phúc của mình muốn gì gì để em đành làm im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những điều như thế quay hoài nên em sáng sẽ một nơi cho ai tìm. Nhiều khi em rất muốn đến bên một anh và nói rằng anh đây đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một anh để không che đi sự yêu đuối. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn ta không hay vui ta cười. Em cũng chỉ muốn như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể nhớ yêu anh em phải tay đến vậy. Mạnh mẽ hay là đang không đáng, em không vấn đề được điều gì nữa khi em quá yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.